Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Jim Blog. Không kể ba bữa rồi Danh không có quay xe cho anh em xem, anh em cũng thông cảm cho Danh nha. Tại vì mấy bữa bận làm không có thời gian quay, các bạn thông cảm cho Danh nha. Thì video ngày hôm nay Danh cũng mượn được chiếc thác mo đời 2019 đánh giá cho anh em tham khảo nha. Sau 5 năm sử dụng thì chiếc xe này nó sẽ cái độ bền, cái độ chất lượng của nó như thế nào thì các bạn xem video nha. Xe này là SH-MO 125 đời 2019 các bạn, 5 năm sau 5 năm sử dụng chạy được 20.000 cây nha các bạn. Thì anh em xem cái chất xe của nó nè. Xe zin 100% nha các bạn. Xe này không có độ gì đâu nha. Anh em nhìn chất xe của nó rất là đẹp luôn. Phải nói là chủ xe xài, chủ xe là nữ nha các bạn, xài xe thì phải nói là quá kỹ luôn. Bởi vì mà nói xe bền hay không bền là do cách mình sử dụng, rồi do cách mình bảo dưỡng nữa. Xe này mua chạy 5 năm mà mới 20.000 cây, thì tính ra một năm chạy có 5.000 cây, quá trời ít luôn. Đời 2019 nha các bạn, SH-MO. Lúc đó lúc trước mua là cũng trên dưới khoảng 69-70 triệu đó các bạn. Xe này là có phanh ABS luôn á. Anh em xem sau 5 năm sử dụng cái phụ xe nè, nước sơn giống như lúc mới mua luôn. Tem nhãn rồi còn rất là ok. Cái ốp inox này thì bây giờ nếu mà tháo ra thì nước sơn ở trong chắc chắn là nó sẽ bị dập nha các bạn. Tại vì chủ xe ta ốp inox á. Chắc xe phải nói là quá là đẹp luôn, 20.000 cái số nha các bạn, đời 2019. Phiên bản này thì nó có phanh ABS luôn. Cục máy nó chạy rất là im luôn nha các bạn. Cái đời SH này cục máy chạy nó im hơn các đời SH sau này. Đặc biệt là nó không có gào giống như SH đời 2023 và 2024. Độ đèn này thì chủ xe độ cái bóng đèn LED nha các bạn. Bóng đèn LED ngay lúc trước nó là bóng đèn thường, đời 2019 nó là bóng đèn thường. Anh em nhìn tổng thể dàn lâm rất đẹp luôn, phuộc xe, nước sơn còn rất đẹp luôn, phanh ABS. Đây phanh ABS nè các bạn, phanh này rất là an toàn nè. Heo dầu nước sơn màu đỏ tới bây giờ vẫn là rất là đẹp luôn. Chưa có hiện tượng gỉ sét bong chóc nước sơn hết trơn. Cái chị nữ sử dụng cái xe này rất là kỹ nha các bạn. Buổi sáng đời xe lên là khoảng 1 phút rồi chị ấy mới chạy xe, chứ không phải đời giống như các bạn mà buổi sáng dắt xe ra đời cái là chạy luôn. Chủ xe xài rất là kỹ, anh em nhìn cái chất xe là anh em biết rồi, quá là đẹp luôn. Cục máy còn rất là im nha các bạn, đặc biệt là nó không có gào giống như xe SH bây giờ, quá đẹp. Anh em nhìn chất xe, phuộc trước phuộc sau, gấp xe mà quá rất là đẹp luôn, mâm xe rất là đẹp, nhìn nước sơn giống như là xe mới mua luôn các bạn. Bởi vì từ cái này mình rút kinh nghiệm ra là xe bền hay không bền là 70% là do người sử dụng đó. Biết cách sử dụng, người biết cách bảo dưỡng xe là chiếc xe nó bền, nó ok giống như chiếc xe này nè. Đời 2019 mà tới bây giờ 2024 là 5 năm, giống như xe mới mua luôn. Rồi phiên anh em là mua xe, mình xài xe, mình chiếc xe, những chiếc xe mà có giá trị hoặc là xe không có giá trị, mình cũng phải thương chiếc xe của mình bảo dưỡng xe cho nó tốt thì nó sẽ bền bỉ thôi nha các bạn. Rồi video Danh xin kết thúc tại đây nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Rồi chào anh em.